Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Club và quay trở lại với video của em Huyền nhé. Ok, trong cái video này em Huyền sẽ gửi đến cho quý anh chị mình những cái mã cổ phiếu mà vẫn đang còn điểm mua. Để quý anh chị nào mình chưa kịp lên tàu thì sẽ có những cái cơ hội để mà tham gia vào anh chị nhé. Ok, thì đối với thị trường ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là một cái phiên rất là bùng nổ đúng không ạ? Và rất nhiều phiên giao dịch trước đó thì em Huyền cũng đã view cho anh chị rồi. Đó là thị trường sẽ xuyên qua được vùng eo mây mỏng và đi lên tích cực. Thì chúng ta thấy là cái mũi tên mà em Huyền vẽ sẵn ở đây. Thì anh chị thấy là vẽ trước đó và bây giờ là thị trường đã xuyên được vùng eo mây mỏng rồi. Và target tiếp theo mà thị trường tìm đến sẽ là vùng giá 1137. Thậm chí là vượt được vùng này có thể lên được những cái vùng giá 1150. Có khi là 1180 vào cuối năm nay đấy anh chị ạ. Nên trong đoạn này thì đối với em đây mới chỉ là chân sóng thôi. Nên quý anh chị nào mình chưa kịp lên tàu hãy cố gắng tìm kiếm các mã cổ phiếu để tham gia vào. Vậy thì trong cái video này sẽ gửi đến quý anh chị những cái mã cổ phiếu vẫn còn điểm mua nhá. Ok, quý anh chị mình đang theo dõi video thì vui lòng để lại cho em Huyền một nút like, một đăng ký kênh và thả cho em những trái tim màu tím ở phần comment ạ. Cảm ơn quý anh chị mình rất nhiều ha. Thì đối với thị trường ngày hôm nay chúng ta xem qua sơ qua về chỉ số đấy thì thị trường tăng đến 18.33 điểm. Và đã nói rất nhiều cho anh chị rồi là những cái phiên trước đó thị trường nó đánh khó chịu bởi vì nó đang ở cái vùng tạo đáy cũng như là nó siết lại thanh khoản, không có gì để đáng lo. Khi mà thị trường đã bùng nổ lên rồi thì thanh khoản sẽ kèm theo bùng nổ theo, và chúng ta thấy hôm nay thanh khoản đã quay trở lại đúng không ạ? Thanh khoản ngày hôm nay đạt 24.200 tỷ, riêng trên sàn HOSE và tổng ba sàn là 28.200 tỷ. Trước đó thì em Huyền đã có những cái video phân tích rất nhiều mã cổ phiếu cho anh chị, những cái mã cổ phiếu nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản nó có điểm mua ở cái tuần trước. Đấy, thì anh chị thấy là em có một cái video chia sẻ cho anh chị, đó là nhóm chứng sẽ trần. Và ngày hôm nay rất nhiều mã cổ phiếu trần và lộ trần anh chị nhá. Anh chị thấy là những cái mã cổ phiếu như là VND này, ngày hôm nay đã có những cái lúc nó lộ trần rồi. Đấy, về cuối phiên nó bị điều chỉnh nhẹ thôi. Tuy nhiên những cái mã cổ phiếu này hiện tại để mà nói có điểm mua thì khá khó. Chúng ta cần phải chờ nó retest thôi. Bởi vì những cái mã cổ phiếu này thì nó vẫn sẽ có vùng cách xả xảy ra. Khi mà nó bật tăng mạnh ấy, thì nó sẽ có những cái trạng thái mất cân bằng về giá. Lúc đấy chúng ta mua sẽ ok hơn anh chị nha. Ví dụ như SSI đi. Anh chị đợi thêm nó retest lại quanh vùng giá 32, 30, 32.6 ở đây. Đấy, hay là mã cổ phiếu VND cũng vậy. Chúng ta thấy là chúng ta cần phải đợi nó retest lại ít nhất là loanh quanh vùng giá 21.7 thì mới có điểm mua. Đấy, những cái mã cổ phiếu nhóm chứng hôm nay chị thấy là khá là bùng nổ này đúng không ạ? VX cũng có thời điểm nó trần anh chị nhá. Thì đối với thị trường chúng ta thấy là thị trường mới vừa break lên và vượt qua cái vùng eo mây thôi. Hiện tại đối với thị trường cái dư địa tăng nó sẽ đến đâu, anh chị nhìn lên chart đồ thị thì anh chị sẽ thấy là hiện tại về những cái khung nhỏ này, những cái khung như là khung H1, khung 15 phút thì thị trường rất là thoáng. Đấy, bởi vì thế mà thị trường cái dư địa tăng còn rất nhiều. Đối với khung daily thì chúng ta thấy là vừa mới thoát lo ra khỏi cái vùng mây thôi. Đấy, chúng ta thấy là vừa xuyên qua khỏi vùng mây thôi. Và cái target hướng đến sẽ là vùng 1137. Đây là cái vùng khách sạn trong khung tuần. Đó, chia sẻ đến chị là vùng khách sạn trong khung tuần nó vẫn đang còn mở này. Và thị trường ít nhất là sẽ về đến đây trước. Và khi mà về đến 1137.56 này vượt được thì nó có thể lên đến những cái vùng giá 1150, 1160 cơ. Nên em đánh giá đây chỉ mới là chân sóng thôi và thị trường nó vẫn sẽ có những cái nhịp retest. Vì thế những cái mã cổ phiếu đã tăng nóng thì anh chị mình vẫn lưu ý xem cái việc hạn chế FOMO mua đuổi. Ví dụ như nhóm chứng đi, như VND, SSI, VX, nếu chúng ta mua thì chúng ta phải mua vào cái tuần trước khi mà em Huyền chia sẻ cho anh chị trong những cái video, trong những cái buổi livestream rồi đúng không ạ? Còn bây giờ để mà mua thì chúng ta cần phải đợi retest thôi. Và thị trường anh chị nhìn lên chart đồ thị nhé, vào cái khung H1 khoảng ngày mai nha thì thị trường vẫn sẽ có khách sạn mở ra. Đấy, có thể là retest ít nhất là vùng giá 1115 đó. Và sâu hơn nữa có thể là vùng giá 1107. Đấy, vì thế thị trường vẫn có vùng khách sạn ở đây. Nên là chúng ta đừng có lo lắng quá mà mua đuổi những cái mã cổ phiếu đã tăng nóng. Vậy thì những cái mã cổ phiếu nào nó còn điểm mua, chúng ta sẽ xem sơ qua một lượt. Đối với nhóm bất động sản đi, thì những cái mã cổ phiếu như DG là đã chia sẻ với anh chị vùng giá nào. Anh chị thấy là ngay trong room trải nghiệm thôi. Đây, DG đã chia sẻ cho anh chị đó, vào 4 ngày trước khi mà nó đang ở cái vùng giá nào ạ.
Có anh chị hỏi là DG mua ở vùng giá nào được thì em có nói là quanh loanh quanh cái hỗ trợ giao găm này 24-25 là mua được. Và DG target của nó ngắn hạn thì nó có một cái cản nhẹ quanh vùng 27 thôi. Tuy nhiên vượt 27 thì nó có thể lên được những cái vùng giá 29 thậm chí là 30 trên này anh chị nha. Nên đây em đánh giá là chỉ là mới bước vào con sóng thôi. Đấy, nên là chúng ta hãy cố gắng view theo nắm giữ. Nếu chúng ta muốn cơ cấu thì chỉ cơ cấu mất một phần. DG thì qua điểm mua này, nếu DG nó test về nha, nó test về quanh vùng giá 20 25.3 anh chị nhá, quanh quanh vùng giá 253 đấy 256 là anh chị có thể xem xét cover hoặc là mở mua được đối với DG này, hay là DG một cái mã cổ phiếu mà anh chị thấy là những cái phiên mà nó loanh quanh vùng 20 là có cho anh chị thăm dò và nó test quanh về vùng giá 193 cũng báo anh chị mua đúng không ạ? Và hiện tại mã cổ phiếu còn điểm mua đó là mã cổ phiếu DBG. Mã cổ phiếu này nó vừa break ra khỏi cái vùng giao găm trong khung daily anh chị nha. Mặc dù mã cổ phiếu này nó yếu hơn DG và DG ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên nó vẫn đang còn ở vùng giá mua. Khi mà những cái mã cổ phiếu như DG, DG anh chị thấy là đã vượt cái vùng giao găm rất là xa rồi, thì mã cổ phiếu DBG này vẫn đang loanh quanh này. Thì đây là một cái mã cổ phiếu anh chị mình có thể tham gia luôn vào ngày mai anh chị nhá. Đối với mã cổ phiếu DBG hay là HDC cũng vậy, chúng ta thấy là HDC nó khá lình xình vài phiên đây. Nhưng mà khi HDC nó lấy lại được cái vùng giá 34.5 thôi anh chị nha, thì con này nó cũng sẽ rất dễ dàng để break lên và bùng nổ. Và HDC cũng là một cái mã cổ phiếu anh chị vẫn có thể xem xét tham gia. Đấy. Hay là mã cổ phiếu như TCH, ngày hôm nay TCH có cho điểm mua quanh vùng giá 10, 12 năm. 12 năm, 12 6 anh chị nha. 12 năm, 12 6. Thì đối với mã cổ phiếu TCH này nếu ngày mai nó retest nhẹ nhẹ về quanh loanh quanh vùng giá 12 năm 12 6 thôi là anh chị tham gia được cho em. Target ngắn hạn của nó là vùng giá 13.7. Tuy nhiên vượt 13.7 nó có thể lên được vùng đỉnh cũ 14 14.7 trên này. Đấy, thì dư địa tăng nó còn rất nhiều, vì thế đây là những cái mã cổ phiếu anh chị vẫn có thể xem xét tham gia. Đó, đối với các mã cổ phiếu như TCH, DBG, HDC là những cái mã cổ phiếu còn để mua mà anh chị mình có thể chú ý được anh chị nha. Ok, xem sơ qua về room tín hiệu của em Huyền thì hôm nay có những cái mã cổ phiếu nào anh chị thấy là ngày hôm nay đối với room tín hiệu của em này rất nhiều mã cổ phiếu tím anh chị nha, gách tím này đấy, VCG cũng tím luôn này, và đặc biệt là mã cổ phiếu chứng khoán có FTS đó. Anh chị thấy là FTS hôm nay tăng cũng khá tốt và em cũng đã cho chốt bớt một phần. Đó. Phần còn lại vẫn tiếp tục nắm giữ được lên những cái vùng giá 40, 47, 48 ở trên này. Dư địa tăng của nó vẫn còn rất nhiều anh chị nha. FTS này, đấy, room khuyến nghị thì có gách này, anh chị thấy là gách hôm nay trần cứng anh chị nha, gách trần cứng. Đấy. Thì nếu anh chị nào trong đoạn này mình chưa có người hỗ trợ đồng hành cùng mình để mà tìm kiếm được cái cơ hội, hiện tại vẫn còn rất nhiều mã cổ phiếu vẫn còn để mua anh chị nha, nên anh chị đừng có lo lắng là mất cơ hội rồi nó sẽ chạy mất rồi các mã cổ phiếu không còn để mua. Hiện tại em đánh giá đây mới chỉ là chân sóng thôi, anh chị nhìn hiện tại đối với gách mặc dù nó tím nhưng dư địa tăng của nó trong đa khung vẫn còn rất nhiều, trong những cái khung như là khung daily anh chị thấy thoáng không ạ, khung tuần và khung tháng đều thoáng hết anh chị nha. Đấy, đây cũng là một cái mã cổ phiếu chiến lược trong room khuyến nghị của em Huyền này, gách này, rồi mã cổ phiếu như VCG này anh chị này. Đấy, VCG mà vượt hẳn cái vùng giá 24.325 ở đây lại là một cái điểm mua anh chị mình có thể chú ý. Mã cổ phiếu VCG này vượt hẳn vùng 24.325 lại trong một điểm mua, nếu anh chị mình chưa có hàng có thể xem xét mã cổ phiếu nhóm đầu tư công, một cái nhóm ngành mà thường sẽ được đẩy mạnh vào những cái tháng cuối năm, đặc biệt là tháng 12 đến rồi anh chị nha. Và những cái tháng gần Tết như thế này nữa thì đầu tư công là một cái nhóm mà nó sẽ được hỗ trợ rất nhiều. Nên VCG anh chị thấy là nếu mà nó vượt hẳn vùng 24.325 và cân bằng anh chị mình cũng có thể xem xét này. HV thì nó chạy mất rồi anh chị. HV anh chị thấy là vượt khỏi giao găm là cũng chạy rất là tốt đúng không ạ? HV thì cần phải retest lại ít nhất là vùng giá 14.9 trở xuống đối với mã cổ phiếu HV anh chị nha. Ok, đối với mã cổ phiếu HHV này. Rồi các mã cổ phiếu như là KBC chia sẻ cho anh chị luôn. KBC khi mà nó vừa vượt cái vùng giá 30.9 là đã báo anh chị mua rồi. 30.9, 31.5 là đã báo anh chị mua và hiện tại nó đang đang bật.
Vậy thì những cái mã cổ phiếu này retest lại sẽ cho anh chị điểm mua anh chị ha. Và ngày hôm nay thì Rung khuyến nghị có chốt một vài mã cổ phiếu như FTS 7,8%, rồi HSG này, anh chị thấy HSG 9,35% nha. Và mã cổ phiếu này gom rất miệt mài luôn. Đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà chia sẻ rất nhiều cho anh chị. Anh chị thấy ngày hôm nay nó lên đến vùng giá 22,7. Và vùng giá của bên em mua là tận những cái vùng giá 20, 23. Và những cái mã cổ phiếu này khi mà anh chị chốt ngày hôm nay lợi nhuận 10-11% rồi. Đúng rồi anh chị nha. Nên trong dạng này rất nhiều mã cổ phiếu trong rung tín hiệu và vẫn còn nhiều những cái cơ hội sắp tới đây. Nên nếu anh chị nào mình chưa có người hỗ trợ đồng hành, hãy liên hệ ngay với em Huyền. Chỉ cần có tài khoản tại công ty chứng khoán VBS, chưa có tài khoản thì mở mới có tài khoản, có tài khoản rồi chuyển ngay ID với em anh chị ha, để chúng ta vào ngay những cái rung tín hiệu để mà đánh được cái con sóng ăn Tết này anh chị nha. Trước mắt là con sóng ăn Tết và xa hơn có thể là đầu năm 2024 nữa. Đó, hiện tại thì chúng ta thấy vĩ mô tốt, dòng tiền quay trở lại. Đó, và đối với thị trường chứng khoán Mỹ thì cũng đang tăng rất là tích cực khi mà có những cái thông tin có thể là Fed sẽ ngừng tăng lãi suất, còn có thể là hạ nhiệt nữa. Thì anh chị thấy nếu mà những cái thông tin này và những cái việc mà còn hạ nhiệt lãi suất trong thời gian sắp tới thì thị trường chứng khoán sẽ rất là bùng nổ trong thời gian sắp tới. Nên trong dạng này thì cố gắng, chưa có người hỗ trợ đồng hành thì hãy liên hệ ngay với em Huyền anh chị nhé. Ok, thì trong cái video này chia sẻ cho anh chị một vài mã cổ phiếu như vậy để mà anh chị mình có thêm những cái góc nhìn tham khảo. Và nếu cần tư vấn hỗ trợ thêm, liên hệ ngay với em theo số điện thoại trên màn hình hoặc đăng ký ngay vào cái room mở em để bên phần không chat anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị mình rất nhiều vì đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị vào buổi live stream sáng ngày mai 8:15 hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý anh chị có một buổi tối vui vẻ, an lành bên gia đình và người thân nhé.